mình làm ráng chịu đi. Đàn bà con gái mà sao đêm tân hôn với chồng cái khăn còn thắt tinh như vậy nè. Má ơi, má đừng hiểu lầm con. Con hứa với má là có một mình chồng con ơi, đó giờ con không có quen ai hết á. Gia đình con nho giáo lắm với ba con thôi, mà biết được ba con buồn lắm má. Mày đừng có bào chữa nữa. Cái thứ con gái ăn chơi ngoài đường liêu lỏng, cho nên nó có như vậy đó, nó có ngày hôm nay như vậy đó. Tao tưởng mày còn trinh, tao tưởng mày là con gái, cho nên tao mới tốn tiền tốn bạc rước mày về đây, cưới mày về làm vợ cho con tao. Nhưng mà tao đâu có ngờ là tao rước về cái thứ hư. Đúng rồi, ngày xưa là tôi tưởng là em có còn đàn bà con gái, tôi mới kêu má tôi cưới em về. Ai ngờ em vậy, tùm lum tùm la hết trơn. Hôm qua anh hiểu lầm, anh đánh em. Nhưng mà anh không có biết đó là anh là người đầu tiên của em. Em chưa bao giờ ngủ với ai hết. Thôi đừng có nói vậy, tôi không có tin đâu. Anh ơi, anh là lần đầu tiên của em á, anh tin em đi. Lần thứ mấy chục á, mà cái lần đầu tiên á vậy. Má ơi, người ta con gái á, có người này người kia, nhiều khi người ta bị tai nạn rồi cái đó không có còn. Với lại có người mỏng người dày á má. Con á là nhỏ con bị té xe chứ không có ngủ dài đâu má. Thôi bây giờ mày đừng có nói gì, không ai tin mày đâu. Mày biện minh, biện luận tùm lum hết trơn trời á. Nè, tao 60 mấy tuổi đầu rồi, mày là con nít sinh sao đẻ muộn. Mày đừng có qua mặt tao. Cái chuyện đời tao biết hết trơn á, đừng có gạt tao. Không có đâu má, con thề với má luôn á, con không có ai nữa đó, có mình chồng con thôi má. Thôi đi, mấy người làm gì mà mặt sát con tôi như vậy. Thì con ông vậy tôi mới nói. Còn cậu nữa, tôi nấu cậu rồi. Cậu lo được thì lo, không lo được thì tôi đem về tôi lo. Tôi khỏi cần lo. Ủa đâu có dễ vậy. Tự nhiên cái bây giờ mà tôi bỏ tiền ra tôi cưới con dâu, bây giờ cái tự nhiên qua sách nó về một cách tỉnh bơ á. Đẹp tôi nói cho anh biết nha, 2 cây vàng và 100 triệu tiền mặt nhá. Dũng còn cái tiền mà đền bù danh dự cho con trai tôi nữa. Đúng rồi, bây giờ chị đòi tiền gì? Tiền cưới hỏi đó chứ tiền gì. Trời ơi, cưới thì cưới cho đâu phải dễ đâu. Tôi tốn công tốn của tốn tiền con trai tôi nữa, vợ á nó không còn con gái nữa, nó mất trinh. Danh dự của con tôi ở đâu? Chị ơi, chị đừng có phong kiến quá nha. Thời buổi này không có ai mà tính tới vụ mất trinh gì ở đây á. Còn mày á, mày làm không được thì mày ly dị đi, tao bắt con cái tao về. Ông muốn giỡn đâu thì ông giỡn, nhưng mà ông phải đền bù gấp 5 lần cho tôi. Bây giờ không có đền bù vậy đó, gặp nhau hai mẹ con gặp nhau tại tòa đi. Tôi không có để yên cái chuyện này đâu nha. Tôi thách bà đó, bà làm gì tôi? Tôi cưới dâu mà tôi bị nhầm. Nó không có lường gạt, nó là đồ lừa đảo, nó lường gạt con tôi. Bây giờ tôi phải đòi lại danh dự cho con. Ở đây không ai lừa bà hết, con tôi biết. Nó là từ nhỏ tới lớn không bước ra khỏi nhà, làm gì có chuyện lừa gạt ở đây. Ai làm chứng ở đây? Má ơi, má hiểu lầm rồi, con không có bậy bạ đâu má. Bây giờ bà với mẹ con bà muốn gì gặp nhau tại tòa đi. Thôi đi về con, không có nói nhiều nữa. Cái loại này giải thích không có hiểu đâu con. Đi con, đi theo ba về. Dạ. Gặp nhau tòa đi. Đồ lừa đảo. Gặp thì gặp chứ, làm như quý lắm vậy. Đó, má thấy không? Tại má ngày xưa má xúi con không có giờ mới vậy á. Tại mày xui thôi, chứ cái thời má bảo đã 10 đứa con gái còn trăm đến 10 đứa. Tại cái thời này mày xui thôi. Nhưng mà thôi con yên tâm đi, để má lo. Cái con Vân đó, con của ông Bảy ở dưới hàng xóm mình đó. Ừ, sao? Nó khùng khùng điên điên vậy cho nên không ai dám đụng tới nó đó. Trời vậy má kêu con lấy nó. Bảo đảm còn Trinh. Trời, nó lớn hơn con có 20 tuổi thôi. Nhưng thôi má ơi, con lại má, trời đất ơi. Giờ chắc con chết luôn á. Nhưng mà má bắt buộc con dâu của má